Rồi hôm nay em sẽ có một cái đoạn clip em giới thiệu với mấy anh chị về cái bệnh trí ở âm. Thì hầu hết tất cả các ông ngoại á, thì cái bệnh trí này nó phát triển rất là nhiều, và chính cái bệnh trí này làm suy yếu của ông. Thì đó, bệnh trí này rất là nguy hiểm và nó theo con ông suốt cuộc đời, cứ hễ có ông là có trí này. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái cách để hướng dẫn để mà thực hiện cái việc đánh trí. Thì đánh trí này bây giờ người ta còn có một loại thuốc á, là axit. Người ta dùng cái axit này xong rồi cái xốp đang cắt kia là cái xốp cắm hoa. Thì nếu như anh chị nuôi ít thì có thể ra ngoài chợ á, xin ngay chỗ cái xốp xốp hoa đó, thì mình xin người ta một miếng hoặc là mua một tiếng miếng nhỏ này thì nó cũng không có gì hết. Thì mình mua về xong rồi bắt đầu cắt cái một lát khoảng khổ và như vậy đó. Rồi thì bây giờ đem đi, chúng ta sẽ đi nhúng vào axit. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cách để thực hiện. Rồi bắt đầu ta lấy một lát đó xong rồi ta nhúng với lại thuốc thuốc chí xong rồi đem để lên trên giữa cái tổ. Bắt đầu hơi của nó bay ra thì nó sẽ làm sạch cho chí, nó sẽ sạch. Đó, các bạn xem. Rồi, để vô đó, vậy là xong. Rồi, chỉ vậy thôi. Thì cái quá trình mà thực hiện cái bệnh trí này chúng ta sẽ thực quá trình thực hiện mà đánh trí cho ông á, thì nếu như người chưa biết nuôi ông á, thì chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 2 tháng một lần. Còn nếu như anh chị biết rồi á, anh chị là trong nghề á, thì không, người ta không quan trọng nữa, người ta sẽ biết được thời điểm nào mà ông có bệnh trí, thì người ta hoặc là người ta nhìn người ta sẽ biết được và người ta sẽ bỏ thuốc đánh.